nhà 67 là nơi Bác Hồ đã chút hơi thở cuối cùng. Hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của người. Trong không khí trang nghiêm và xúc động của những ngày cuối năm chuẩn bị bước sang năm mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người đã để lại những bài học quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách và lối sống. Mỗi lần vào thì lại có một cái cảm xúc nó rất là đặc biệt. Chúng ta luôn luôn nhớ ơn công lao của Bác. Rất vâng là các đồng chí đây đã phục vụ và chăm sóc cái nơi thờ cúng Bác, đón tiếp khách trong nước, khách quốc tế. Như lần trước, nhiều lần đến tôi nói là làm sao để chúng ta truyền tải cho được với tất cả tình cảm kính trọng của mình, để nói rõ cái sự phấn đấu, hy sinh, nỗ lực và đặc biệt là tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư mong muốn toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cùng học tập ghi nhớ lại những lời dạy của Người để cố gắng tự soi, tự sửa, tự rèn luyện mình và ngày càng cố gắng có thêm tiến bộ. Trái người kia vàng ngọt với ai, thêm cho ai nữa hỡi hòa nhã. Còn đâu bóng Bác ghi hôm sớm bên mặt hồ lớn. Năm qua, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã đón hơn 300.000 lượt người tham quan. Để thích ứng với bối cảnh dịch bệnh COVID-19, khu di tích đã tổ chức nói chuyện chuyên đề trực tuyến, đưa hình ảnh Bác Hồ vào khu di tích về các địa phương, thu hút hơn 1,7 triệu lượt người truy cập trang thông tin điện tử của khu di tích. Đồng thời, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam ở một số nước để giới thiệu cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thế giới.